Em thể chia sẻ một chút là lý do vì sao lại em lại chọn về IELTS, vì rất là khá là ít các bạn học viên là biết đến IELTS ấy. Thì hồi mà lớp 10 ấy, thì em có bắt đầu học IELTS, à không phải, không hiểu bắt đầu nó như kiểu là hồi đấy em có được cái học bổng của Excel ấy. Thì em có đến trung tâm của Excel và tham gia một khóa thử IELTS. Thì tại vì hồi đấy em định là thi công nghệ thông tin, là công nghệ thông tin thì nó cũng có gọi là tuyển thẳng đối với IELTS. Thì em được học bổng khá là cao, xong em đến Excel thì họ cũng cho em một cái course nó khá là kể cả nó rất là dài, nó kéo dài được khoảng 1.5 năm hay sao ấy. Cái tiền nó cũng rất là nhiều kể cả được bổng rồi. Nên sau đấy thì em có bỏ, bởi vì em nghĩ là chắc là IELTS mình cũng không cần, mình có thể thi tiếng Anh theo kiểu phổ thông bình thường, cái điểm mình vẫn cao được. Và xong rồi đấy thì lên lớp 12 thì bắt đầu bố em bảo là đây, bố search ở trên mạng ra được trung tâm IELTS thì tiền học khá là phù hợp, rồi thì thời gian học nó cũng kiểu vừa ấy, khoảng 6 tháng thì nó cũng là kết thúc kỳ 1 của em, cũng xong được lộ trình. Thì đấy, thì sau đấy thì em bắt đầu theo học IELTS. Em nhận thấy cái lợi ích của IELTS là gì và em muốn, hiện tại đang học lớp 12 đúng không? Dạ. Em muốn cái cơ hội để tuyển thẳng vào trường nào? Em muốn thì cơ hội là hiện tuyển thẳng của em là ngoại thương, nhưng mà đó thì ngoại thương và các cái trường kinh tế nó đều có, nên là IELTS nó đang tạo được lợi thế cho em về thi đại học. Còn về sau này thì em nghĩ là nó sẽ giúp cho em khá là nhiều trong việc là làm CV mình đẹp hơn, rồi thì và một vài thứ khác liên quan để nó làm cho công ty nước ngoài đó. Đối với những các bạn mà chưa học IELTS bao giờ thì em có, bản thân em có lời khuyên như nào hoặc là những kinh nghiệm ra sao để có thể là học IELTS và tìm đến IELTS một cách hiệu quả nhất? À, đối với cả mọi người chưa quen thì chắc là em nghĩ là có một cái lời khuyên chung và tất cả mọi người đều sẽ nói là nên học IELTS, bởi vì nó có rất nhiều lợi ích. Nhưng em nghĩ đối với em là nếu mà mình chưa xác định được thì em nghĩ là mình không nên học. Tại vì là mình sẽ phải thật sự rất là tốn thời gian và tốn công sức cho nó, và thực sự để mà đạt kết quả cao mà kể cả thời gian ngắn thì mình sẽ cái gì mình cũng phải cố gắng hết. Nên là đối với em thì IELTS nó cũng không dễ, nó cũng không khó, và nó sẽ phù hợp với bạn nếu mà bạn thực sự là kiểu hướng đến nó và chú tâm nó. Khi mà em đặt ra mục tiêu thế nhưng mà em thi thử ấy, thì trong vòng khoảng bao nhiêu lâu thì em đạt được 6.5 À dạ, thì em thi thử thì chắc là em học hết khóa A chắc là khoảng 5 tháng. Thì cái kỳ thi cuối của khóa A thì em đã đạt được cái điểm 6.5 rồi. Là cái thi khóa thi thử đấy thì tất cả đủ điểm của em về oral thì là trung bình là đủ 6.5. Sau đó thì lên khóa B thì tại vì là do là em bị rush nên là em mới chỉ học được chắc khoảng gần một nửa khóa B, thì em đã phải tham gia thi để có thể phù hợp cho cái kỳ thi quốc gia, nên là em vẫn chưa học hết được khóa B, thế nên là điểm của em nó chắc là nó sẽ dừng ở mức đó, chứ chắc là khi nào em thi lại. Em thấy có sự thay đổi ra sao khi mà học tại IELTS? Trước đây thì tại vì là học ở trên trường thì mọi người luôn nói là nó bị basic quá, nó bị tầm thường quá, rồi thì học tiếng Anh trên trường nó không vui rồi các thứ, và nó chỉ học cho mình đến một mức độ mà mình không thể giao tiếp được với người nước ngoài. Thì đối với em thì đúng là có vẻ là nó cũng như thế thật. Và sau khi tham gia IELTS thì thực sự là các chị giáo viên và cũng như là các chị trợ giảng thực sự là giúp đỡ em rất nhiều trong cái việc là học. Em cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người trong trung tâm đã tạo điều kiện tốt nhất để em có thể đạt được cái bản điểm mình. Em thấy cái mô hình 3 kèm 1, tức là gồm sẽ gồm giáo viên, trợ giảng và các bạn giám sát sẽ nhắc nhở các bạn em học cũng như là trao đổi phụ huynh về những cái tức là cái khả năng học tiếng Anh của con. Thì với cái sự kèm sát sao như thế thì với bạn học sinh như em thì em có thể chia sẻ một chút để cảm nhận của mình ở nhà thì mình có khi mình lười chẳng hạn, cứ được nhắc nhở học sẽ phải cố gắng để có thể là đạt được cái ban điểm mình mong muốn. Thì em thấy với những phương pháp mô hình 3 kèm 1 như thế thì em cảm thấy có phù hợp với lại cả những bạn học sinh như em không? Em nghĩ là thực sự là nó rất là hiệu quả đấy. Tại vì là cái việc mà trên lớp rồi thì không chỉ có một giáo viên chính mà rồi kèm theo cả trợ giảng. Rồi thì khi mà mình có những cái thắc mắc thì nếu mà chị giáo viên chính đang bận thì có thể hỏi chị trợ giảng, và nó cũng rất tiện cho việc là kiểm tra bài rồi thì hỏi bài ấy. Còn thời thì cái việc bài tập về nhà thì cũng luôn có một người để mà contact và luôn nhắc nhở mình, thì cũng rất là gọi là nó kiểu như một cái báo động, nên mình rất sẵn sàng nên lên bàn làm bài luôn, và mình sẽ không kiểu lười rồi thì bỏ qua những bài tập đó. Và thực sự bài tập nó rất có ích, là em thấy là cái phương pháp 3 kèm 1
của trung tâm thực sự rất là tốt. Thì qua đây em cũng muốn cảm ơn chị Vân, chị là giáo viên khóa B của em. Có vẻ chị là giáo viên cuối cùng trong cái lộ trình dạy ALES, cho nên bây giờ thì thực ra thì bởi vì em học tương đối ít so với chị, nhưng mà thực sự cái quá trình mà học với chị nó là quá trình hiệu quả nhất. Nó cũng chỉ có nửa khóa thôi, nhưng mà xong rồi còn bị đẩy lùi bởi dịch Covid nữa, thế nên là mặc dù như thế nhưng mà chị vẫn kiểu liên lạc, rồi chị bảo là chị sẽ cố gắng để ôn cho em, rồi thì để em có thể kịp với kỳ thi của em vào tháng 3. Và thực ra chị dạy rất là hay và chuyên môn của chị rất là tốt, cái thái độ dạy của chị thực sự là rất là tuyệt vời, nên là em rất là cảm ơn chị Vân. Cô Vân là cũng cô đã có những cái du học thì không biết là ngoài cái việc mà dạy học này thì cô có truyền những cảm hứng về tâm lý là giúp các em có thể là có thêm những kinh nghiệm gì không? Có đấy ạ. Em với cả chị Vân thì trong quá trình học thì chị cũng rất trao đổi rất nhiều với em, nhất là về cái việc học đại học, thì em đang ở cái ngưỡng cửa cái việc chọn trường rồi các thứ, thì chị cũng có nói cho em nhiều về việc là khi mà thi IELTS thì em sẽ nên làm gì, rồi học cái trường nào, rồi thì em có thể có cái lợi ích gì trong việc học IELTS, trong việc cả du học rồi đấy, thì chị cũng tư vấn em rất là nhiều thứ ạ. Cảm ơn nhé. Dạ.